có phải bạn đang lo lắng rằng tham gia bảo hiểm nhân thọ thời gian dài lỡ sau này không có tiền đóng phí thì sao? Thưa bạn, để đảm bảo khả năng duy trì đóng phí bảo hiểm trong suốt thời hạn hợp đồng, bạn nên tham gia bảo hiểm với mức phí phù hợp với khả năng tài chính của bạn. Trong trường hợp bạn không thể đóng phí đúng hạn thì sẽ có thêm 60 ngày để hoàn thiện số phí bảo hiểm còn thiếu. Trong thời gian gia hạn đóng phí, hợp đồng bảo hiểm vẫn có hiệu lực. Bạn vẫn được nhận đầy đủ quyền lợi bảo hiểm của mình. Ngoài ra còn nhiều cách như giảm số tiền bảo hiểm, thay đổi kỳ hạn thanh toán sẽ giúp bạn giảm áp lực đóng phí. Vì vậy, bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi tham gia bảo hiểm nhân thọ. Và điều quan trọng nhất là trước khi bạn chính thức quyết định tham gia bảo hiểm, thì tôi sẽ là người trực tiếp tư vấn cho bạn. Tôi sẽ thiết kế một giải pháp bảo hiểm cùng mức phí tham gia phù hợp với khả năng tài chính của bạn, để bạn tham gia đóng phí đầy đủ theo định kỳ và không có cảm giác sẽ áp lực với mức phí mà bạn đóng. Qua hơn 400 năm hoạt động, Bảo hiểm Nhân Thọ đã giúp cho hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới đạt được nhiều mục tiêu trong cuộc sống. Nhờ có bảo hiểm Nhân Thọ mà có biết bao gia đình được bảo vệ an toàn tài chính. Nhiều đứa trẻ vẫn tiếp tục được đến trường khi cha mẹ chẳng may gặp rủi ro trong cuộc sống. Bảo hiểm Nhân Thọ thực sự cần thiết trong mỗi gia đình, vì giúp đảm bảo nguồn tài chính tại bất kỳ thời điểm nào mà chúng ta không may gặp phải rủi ro, giống như ngôi nhà của chúng ta dùng để che mưa nắng, gió bão thì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là một hũ vàng để dự phòng lúc rủi ro về sức khỏe, thân thể, tính mạng. Do đó, hợp đồng bảo hiểm cần tham gia với thời hạn dài để có thể bảo vệ được khách hàng lâu dài nhất. Vì cuộc sống không thể lường trước rủi ro xảy ra lúc nào và nhất là càng nhiều tuổi thì rủi ro về bệnh tật càng cao. Như vậy khi chúng ta còn trẻ, còn sức khỏe tốt để làm ra tiền, thì nên tham gia bảo hiểm để lỡ sau này có gặp rủi ro bất chắc và không thể làm ra tiền nữa. Bảo hiểm nhân thọ sẽ trở thành nguồn thu nhập chính và giúp đỡ cho gia đình của chúng ta. Điều quan trọng là khi bạn tham gia hợp đồng bảo hiểm được thiết kế theo nhu cầu và khả năng tài chính của bạn thì bạn chắc chắn sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề đóng phí dài hạn nữa. Bạn hãy liên hệ ngay cho tôi để tôi có cơ hội hỗ trợ thiết kế giải pháp cùng bạn nhé.